chiều nắng quá anh em ha, chào anh em nha. Tụi em vẫn đang ở biệt thứ Kiên Giang anh em ơi. Bây giờ thấy phong cảnh là biết biệt thứ ha. Chiều buồn quá, hai thằng mới xách câu ra ngồi câu cá. Cái nào anh em? Nãy sao không đem theo cần người ta câu chứ? Câu mồi tôm nha anh em. Tép á. Chút nữa mát. Trời ơi. Bự chứ bộ. Trời mập. Một con nha anh em. Trời ơi quá. Chú hàng, chú hàng. Để nó quậy mấy con kia dám ăn không? Trời ơi. Trời ơi cá chốt, má ơi cá chốt bự bằng cá út cũng ngoài quê luôn rồi. Ôi con cá chốt nó ôm cục trứng cho mà thấy nha. Được quá lụm luôn anh em ơi. Dễ ăn dữ rồi trời. Thì mà hỏi lại đâu biết đâu. Ba không biết đâu, ba không câu. Hai hả? Con gì mà rẻ ghê hồn á. Còn nhiêu mồi nữa hết à. Thứ ôm gì đâu. Đụng đất rẻ rồi ta. Đó. Vô nhịp nữa rồi đó. Còn như mời làm được 3 ống con nữa thôi. Thêm điện quá. Ôi ôi, vô rồi. Khúc cuối này làm cá nâu không ta?
đâu mọi người. Ăn gì hết. Nó nghe là kệ cho tao không có thời gian ta. Tao đi mặn muối. Bữa nay mới rảnh hơn bữa đi câu mà. Không biết gian dối gì trời mà nói chừng 30.000 diện lưỡi người ta ngán ngán nó mua vài bữa có 3.000 lưỡi nó mua nên ra ta câu cho. Ở đây có bán đâu, nó có bán nó mua chợ. Phải không? Mặt điểm đuối quá. Bự quá vậy tôi thấy bà đó ba câu cái gì kia. Ở đây cho ăn cơm đó chứ. Nào lên tên chứ. Ôi ôi. Mấy ký à? Chúng hai thằng đang ngồi bán lẻ luôn thứ này. Câu lên con nào ta tiếc con nấy. Ban đêm nhăn lên ta nhăn thấy mê luôn. Ban đêm hả? Trong đèn nó lại hay sao? Trong đèn nó lội cái lối của chị. Trời ơi. Mà ta xịt cũng được. Có mấy người đi xịt ngang chạy vô đây chơi. Ôi ôi. Vớt vát khúc cát đi, còn mấy cục mồi. Mình kết thúc anh em mà còn mấy cục mồi cuối ha. Ủa nãy thấy gỡ bỏ vô ấy rồi không nghe nói đau đớn gì đâu mà đâm gì. Rồi. Nó rần rần chút xíu à, dòng này rần rần nó nhức xíu vậy, nó thét vậy hết rồi. Khúc chót làm coi cũng được quá ha. Trời ơi. Mồi tàn luôn, dính luôn. Làm như tới khúc chiều chiều này nó ăn nó sung hơn sao á. Còn đứng gục hả? Cục mồi nó cũng hư luôn rồi. Trời ơi, vậy mà dính luôn.
Rồi tới nó rồi, tới bầy nó rồi, thức rồi. Tới bầy nó rồi, hết màu rồi. Hai con mồi cuối luôn hả? Rồi trớt quớt hai con mồi cuối trớt quớt luôn anh em ơi. Cuốn câu thôi. Ok. Để xuống cái nền gạch chứ mới thấy mới rõ. 2 kg xiền luôn bộ. Ít gì. Trời ơi. Dễ ăn anh em ha. Rồi. Bây giờ tụi em cuốn cần đây. Em từ đá về ăn mình muối cá bán. Muối cá bán không ạ? Để đi bán nhắc một muối cái vợt nửa ký mà ơi. 200g mà. Thôi cho 2 kg cá đi. Dễ ăn quá ha. À, cái vùng quê của em tụi em mà dạy anh em ha. Đó. Cái chỗ cá nó thường dựa mấy nhà sàn đâu á, mình chịu trật mình đi câu cũng dễ kiếm ăn lắm anh em ơi. Dùng miệt thứ rồi sông nước à, cái chốt cá nâu rồi. Rồi thì tụi em cũng kết thúc cái video mình ở đây anh em ơi, tụi em về thôi. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều nha, hẹn gặp lại anh chị em trong những cái video lần sau nha.